bạn thân mến, tôi đã từng đến thăm rất nhiều các khu di tích lịch sử văn hóa, các công trình kiến trúc và thực sự bị choáng ngợp bởi các pho tượng Phật, các hoành phi cầu đối hay các bức tranh sơn mài lấp lánh ánh vàng ánh bạc trông thật rực rỡ. Chính điều này đã thôi thúc tôi đến với làng nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ. Đây là một làng nghề truyền thống thuộc đất Đông Ngàn Kinh Bắc xưa và là làng nghề truyền thống duy nhất ở Việt Nam làm vàng quỳ, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Và ngay từ khi đến đầu làng, tôi đã nghe thấy những âm thanh đập búa chan chát. Âm thanh này càng làm tăng thêm trong tôi mong muốn được tìm hiểu về một nghề truyền thống đòi hỏi độ công phu và tỉ mỉ rất cao này. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về làng nghề này nhé. Chúng tôi về với Kiêu Kỵ vào những ngày đầu tiên của năm mới Canh Dần. Nhưng không khí của ngôi làng nhỏ bé này không hề tĩnh lặng, mà trái lại. Từ xa, những thanh âm đập quỳ khoan màu đã vang vọng không dứt. Những công việc thường ngày của làng nghề truyền thống lại bắt đầu, như lời chúc cho một năm mới khởi sắc và phát triển. Kiêu Kỵ có tên nôm là làng Cầu Cậy, là một làng nằm trong vùng châu thổ sông Hồng. Chính vì vậy mà xưa kia, dân làng Kiêu Kỵ cũng là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Với nghề phụ là nghề dát vàng bạc quỳ, chỉ làm vào những lúc nông nhàn. Ngày nay, do nhu cầu phát triển của xã hội, nghề dát vàng bạc quỳ đã trở thành nghề chính và mang lại thu nhập chủ yếu cho phần lớn hộ dân trong làng. Theo sử sách ghi lại, thì nghề quỳ vàng bạc xuất hiện ở Kiêu Kỵ cách đây trên 300 năm, dưới thời Hậu Lê. Thuở ấy, có ông Nguyễn Quý Trị, người làng Hội Xuyên, xã Liễu Trai, Hải Dương, học rộng, tài cao, được cử đi sứ bên Trung Quốc. Khi sang đó, ông học được nghề dát dập vàng bạc để sơn son thép vàng lên các đồ thờ cúng và hoành phi câu đối. Sau, mang về truyền dạy cho dân làng Kiêu Kỵ. Biết ơn ông, người dân ở đây đã tôn ông là tổ sư nghề và lấy ngày mất của ông làm ngày giỗ tổ. Làng nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ từ khi ra đời cho đến nay cũng đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, thăng trầm. Đã có những lúc nghề bị mai một, tưởng đã có thể mất đi. Khi đó, trong làng chỉ còn 4 đến 5 hộ vẫn còn làm nghề. Đến nay, khi đất nước phát triển, nhà nước có chính sách trùng tu lại những công trình văn hóa, những di tích lịch sử, nghề truyền thống ở Kiêu Kỵ do vậy được khôi phục và phát triển. Với những nỗ lực rất lớn của mình, những người nghệ nhân, những người thợ quỳ lão làng của Kiêu Kỵ đã dần vực dậy sức sống tiềm ẩn của một làng nghề vài trăm năm tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, Phương Thảo đang có mặt tại nhà Tràng, một nơi rất đặc biệt. Tràng có nghĩa là trường, đây chính là nơi thờ tổ nghề và cũng là nơi dạy nghề. Lòng trân trọng, biết ơn đối với thế hệ cha ông, những người đã sáng lập ra nghề truyền thống này và ý thức gìn giữ cho thế hệ mai sau những nghề truyền thống chính là những điều tốt đẹp mà Phương Thảo cảm nhận được tại nơi đây. Từ xưa đến nay, nhà Tràng vẫn là nơi sinh hoạt quan trọng của người dân Kiêu Kỵ. Đây vừa là nơi thờ tổ nghề, vừa là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, đồng thời còn là nơi truyền dạy nghề của thế hệ trước cho thế hệ sau. Nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ vì thế mới có thể tồn tại qua nhiều thế kỷ. Cũng giống như bao nghề thủ công truyền thống khác của Việt Nam, nghề dát vàng bạc quỳ ở Kiêu Kỵ cũng đòi hỏi lắm công phu, sự cẩn trọng và khéo léo. Mỗi sản phẩm làm ra phải trải qua nhiều công đoạn. Mỗi công đoạn lại phải làm đi, làm lại nhiều lần và đều phải làm bằng tay, không có một thứ máy móc nào có thể hỗ trợ được. Quy trình sản xuất dát quỳ vàng bạc từ xưa phải qua 3 khâu chính là làm quỳ mới, đập diệp và làm quỳ cũ, sau đó mới thép lên sản phẩm. Trong làm quỳ mới lại có khâu làm mực và làm giấy giống. Giấy để làm giấy giống là loại giấy gió được người Kiêu Kỵ cẩn thận lựa chọn từ những làng nghề làm giấy truyền thống như làng Yên Thái,
Bắc Ninh mới đủ độ dai và mang lại độ sáng bóng cho quỷ vàng. Đây là giấy gió đúng không cụ? Vâng, đây là giấy gió nhá. Giấy gió xong rồi tôi nói chuyện ra thằng nghe, xong rồi mới được gặp thế này. Mới gặp thế này. Đây. Đấy, xong mới gặp thế này. Đấy, xong mới gặp thế này. Đấy. Xong mới có cái dập. Dập cắt nó vuông như thế này này. Đây. Vuông khoảng bao nhiêu? Vuông khoảng như thế này. Đấy, từng gói một. Xong dập vào. 100 gói này, 100 cái đá này thì vào 4 dập như to như thế này. Đem luộc đi. Diện tích của một tấm mà như này mình cắt ra là bao nhiêu cụ nhỉ? Không, cái này không phải cắt. Đây là nó là cái giấy giống, không phải cắt ra. Từ cái này cắt ra Từ cái này là cắt vuông ra như thế này. Cắt vuông ra như thế này. Vâng, như cắt vuông như thế này. Hình như là 4cm đúng không? Vâng, đây là cái cắt suốt, cắt suốt bao giờ hết thì thôi. Vâng. Cái tầm một thế này, thế này nè. Thế này là cắt, này. Thế xong rồi chúng ta mới đem luộc đi. Luộc đi xong rồi mới đem ép vào cái bản ép ấy, bản ép giấy ép xuống thế này này. Thế để nó chảy hết nước ra thì là mới cho chúng tôi bóc như thế này. Mới bóc như thế này này. Mới đem bóc như thế này. Bóc như thế này xong rồi là mới nó phơi nó xe đi thì là mới lại đập. Đập thì chúng tôi sẽ lại dây chúng tôi bóc, không phải bóc bằng kim nữa. Lần thứ hai là không phải bóc bằng kim. Lần đầu tiên là do nó bị ướt cho nên phải kheo ra từng lá một như thế này. Đấy, kheo từng lá một như thế này. Bước thứ nhất đúng không? Vâng. Thế lần thứ hai thì chúng tôi chỉ bóc tay như thế này. Bóc tay như thế này thôi. Đấy, chúng tôi chỉ bóc tay như thế này thôi. Thế như thế này, giấy ướt này, giấy nấm dai là 2 này. Giấy thâm tím là 3 nhá. Cái bông chọc là 4. Đây. Mình cứ bóc từng lớp rồi đây. Mình lại xong lại cải như thế này. Đúng không cụ? Vâng, đấy. Từ giấy ướt nhá, giấy ướt xong rồi đến nấm dai. Nấm dai xong đến thâm tím là 3, bông chọc là 4, trên giấy cải là 5. 5 lượt thế xong rồi mới lại bóc giấy cải xong mới lại cải từng lá một như thế này. Đây là bước cuối cùng đúng không? Đây là bước cuối cùng. Đấy, bước cuối cùng để đập xăng lướt. Để đập xăng lướt. Xăng lướt. Vâng ạ. Cái khâu giấy này nhá, khâu giấy này mà đập ra thành 6 lần thì đến lần thứ 7 thì là chúng tôi đi cải từng lá một ra đây. Vâng, cải từng cải xong rồi đem đập xong mới lại đem lướt. Lướt ra thành 3 lần thì ra quỷ mới. Vâng. Đấy, 3 lướt nhá, 3 lần là đây là quỷ mới là được rồi đây này. Vâng. Lướt lần thứ 3 nhá. Vâng. Lướt lần thứ 3 thì mới ra quỷ này được. Vâng. Chứ còn cái này là cái này nó ở cái này thì đánh độ 3 4 lần nó cũ rồi thì chúng tôi mới lại lướt, lướt nó nhạt thôi. Vâng ạ. Thì là vâng. Để nong sang cái này. Vâng. Thì là để cho nó mới hợp. Vâng. Thì là vàng nó mới ra được, cái bạc nó mới ra được. Chứ mà để cả thế này thì đánh cả cái này nó hăng nó không ra được. Đấy. Nên là phải xen vâng, một lá mới rồi một lá cũ. Đây là phải xen một lá mới lá cũ đây này. Đấy. Đấy. Thế là thì là mới đánh ra vàng, chị nghe chưa? Đấy. Thế cho nên là nó nhiều khâu lắm chứ có ít đâu. Đấy. Nhiều khâu lắm mới đánh được ra đá vàng để mà xếp các pho tượng. Chỉ tính nguyên việc làm giấy giống này thôi cũng phải cần đến rất nhiều công đoạn nhỏ. Công đoạn nào cũng phải rất tỉ mỉ, cẩn thận, làm đi làm lại nhiều lần. Theo những người thợ ở đây thì làm giấy giống được coi là công đoạn quan trọng nhất, quyết định cao nhất đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Song song với khâu làm giấy giống là làm mực. Mực được làm từ bố hóng trộn với mùn cưa và nhựa thông sống, thêm keo da trâu để cho ra được loại mực bền và đẹp. Mực có tốt thì quỳ làm ra mới đẹp, mới sáng. Cụ ơi, sau khi mà mình đã trải qua 6 bước, 7 bước đúng không ạ? 7 bước của giấy gió. Giấy gió thì là chuyển qua giai đoạn nứt mực đúng không ạ? Vâng, đây là giai đoạn này, là giai đoạn này là lần thứ nhất rồi. Đây là lần thứ hai rồi, đây là lần thứ ba. Lần thứ này là lần thứ ba đây. Lần thứ 3 là lướt 3 lượt. Vâng, 3 lượt đấy. À, tức là phải lướt 3 lượt mực. 3 lượt là lần này là lần thứ 3. Lướt 1 lượt xong bắt đầu rỗ vào. Rỗ vào xong rồi đập. Đây phải đập xong bắt đầu lướt. Nó khô nhá cô nhá. Vâng ạ. Bây giờ phải gả chuyết này. Vâng. Cho sang cái lá vả, gọi là cái lá vả nhá. Lá vả. Vâng, gọi là cái lá vả. À. Thế cho sang để lướt thì giải thế này thì chốc nó khô. Khô thì chúng tôi mới lại rũ ra cái rổ to kia cả. Chúng tôi mới lại sắm vào nó bằng. Vâng. Bằng xong mới lại dựng vào lồng. Vâng. Nó nỏ thì là cậu lại đập thì là để cho bác này bác mới lại lướt. Vâng. Thế là lần thứ hai nứt rồi. Vâng. Lần thứ nhất là lướt giấy trắng nhá. Vâng. Lần thứ hai là mới lại lướt thứ hai, lần lướt thứ này lại. Là lần thứ ba. Lần thứ ba, vâng. Ba lần lướt.
Đấy, cô cứ viên gọi là ba đần lướt thì mới sang đần thứ ba này là mới đánh sang được vả. Dạ, đấy. Vâng. Đấy. Bà ơi, thế nếu mà mình không dùng lá vả, mình dùng lá khác được không ạ? Không được, phải có cái lá này mới được. Thì nên... nó mới có cái lông nó mới không dính. À, nghe đâu, tức là trên lá vả là có nó những cái lông. Lông đây này. Và đấy. Nó lông đấy thì nó có tác dụng là sẽ làm cho cái lá nó không dính. Cái lá này nó không dính. Nó không dính xuống lá. Vâng ạ, nhưng bởi mà vì là mực sẽ rất ướt đúng không ạ? Vâng, à? Đấy, rất ướt. Vâng ạ. Cho nên rằng chúng tôi phải cái cầu kỳ đến cái lá này. Vâng. Thế thì để cho cô lướt. Đấy, lướt nó đẫm như thế này cơ mà. Cái vâng, cong còn. Cong để cái ẩn ẩn ra chứ con lại để cái lá nữa là nó gập. Dạ. Đấy, lúc nào cái lá quỳ nó cũng phải phẳng như thế này. Không gập. Thế làm thế nào để mà tạo ra được một loại mực đen như thế này hả bà? Đấy, bồ hóng. Tôi vừa kể lúc nãy cho cô nghe đây, dựa nè. Dựa ngào mới lại mùn cưa. Dựa thông ấy. Dựa thông. Ờ, dựa thông vâng ngào mới mùn cưa. Vâng. Thế xong mới cho nên cái lò, có cái lò ta làm cái lò như là cái lò tù bu mới này này. Ta treo ba cái chả, ba cái chảo. Treo ba cái chảo bu lu này này. Thế ở dưới người ta mới châm lửa, người ta đun. Thì cái bồ hóng nó mới bắt lên cái chảo. Bắt lên cái đít chảo ấy, vâng. Này dựa này, mới lại bồ hóng này, à mới lại mùn vâng cưa này. Thì nó bắt lên đấy, nó như là cái bồ hóng mà ta đun bếp rạng ấy. Vâng. Đấy, ở trên máy bếp ấy. Vâng. Thế xong người ta mới quét vào cái, ta mới quét vào cái chậu dựa ấy. Thế xong người ta mới cho ra để, mới lại nước keo. Nước keo nhá, đun nó lên xong mới ngào vào để mới giã. Nước keo ạ? Nước keo, cái keo mà da trâu ấy. À, keo da trâu hả bà? Keo da trâu, à, nấu lên. Lấu keo, trên keo nó thành nấu, miếng. Tức là lấy cái miếng da trâu hay như da nào? Trâu nên ta mới đem ra rửa sạch, ta ngâm đi. Nó da trâu đem ra, ngâm, mùn ra. Ta mới cho vào cái thùng to ấy, ta mới nấu nó thành keo. Nó cái thành keo cắt ra từng miếng một thế này cơ. Vâng nó cạn này ạ, thành miếng một này. Nhưng mà cái da trâu ta còn phải lọc đi lọc lại. Hết những cái lông, cái thịt, cái tiết sạch sẽ lắm. Đấy. Xong người ta mới cho vào ta đun. Vâng. Ta cho mới nấu thành keo, ta mới cắt ra từng miếng như thế này này. Thế đến lúc người ta mới cho vào, người ta mới luyện nó với cái mực này. À, luyện cái keo da trâu này với cái mực. Mực này, thế mực mới này. Cho vào giã, cho vào cái cối giã. Cho cối giã. Giã thành bóng, bao giờ nó bóng, trong cái mức mực nó cứ bóng xong mới lọc. Đây này lọc, đây cũng lọc bằng nước keo. À, đây, đây xong rồi lại có nước keo lọc sang đây để lướt rồi cái này. Tiếp theo là công đoạn đập diệp. Công đoạn này đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Từ một mảnh vàng hoặc bạc nguyên chất, người thợ dùng búa chuyên dụng đập cho thật mỏng và dài. Trong quá trình đập, vàng hoặc bạc bị cứng lại thì phải cho vào lò ủ rồi mới mang ra đập tiếp. Nghề đập diệp là một khâu rất quan trọng trong nghề rát vàng bạc. Một chỉ vàng có thể kéo dài ra được 1 mét, dùng kỹ thuật đánh bằng mũi búa chỉ để cho ra chạy theo chiều dài và không chạy theo chiều, không ra chiều ngang. Chiều ngang chỉ 0,75 đến 0,8 cm, còn chiều dài phải đảm bảo đủ dài 1 mét. Sau khi gập vào dùng mũi búa đập. Coi như cứ đập bằng mũi búa để cho chạy theo chiều dài. Này gọi là khâu đập diệp. Sờ độ mỏng nó như giấy bùa lia, coi như là đã xong khâu đập diệp. Mà chiều dài chỉ khoảng 1 mét và chiều ngang là 0,8 cm, như thế này coi như đã là xong. Đập diệp xong thì đến khâu làm quỳ cũ. Sau khi chỉ vàng đã được dập mỏng ra thành một đoạn dài 1 mét, rộng khoảng 0,7 cm, người thợ sẽ chia nhỏ sợi vàng ra làm 100 mảnh để nong vỡ. Nong vỡ là nong từng mảnh diệp vàng vào từng tờ giấy vỡ vuông 5,5 cm đã lướt mực nho sấy khô, sau cho vào lồng sấy qua một đêm rồi chuyển sang đập vỡ. Công đoạn đập vỡ này phải tiến hành khoảng 1 giờ, đến khi nào lá vàng trong nong đã vuông đều khoảng 5 cm
thì chuyển ra để cắt vỡ. Những lá vàng này tiếp tục được cắt nhỏ, dài làm 9 hoặc 12 miếng vuông, được đặt giữa những lá quỳ mới và cũ để rồi lại được đập mỏng hơn nữa. Chị có thể giới thiệu công đoạn này cho em biết không ạ? Được. Cái này là công đoạn là nhặt một lá mới, một lá cũ. Dạ. Xen xong là long, đây bọn em gọi là long đấy. Là một lá mới, một lá cũ để cho nó ra, cho nó đẹp. Dạ, thì vâng cái này là lá giống của nó là 4 phân, nhưng mà khi nó ra thì nói chung là nó không thể đầy được kín đủ cái lá này đâu. Dạ, vâng. Là nó chỉ nọt vào trong này, gọi là nó nhỏ hơn, nó chỉ gọi là tua ra, nó cũng thò ra để cái lá bao lấy, vâng, để bao lấy cái vàng, bao lấy cái lá vàng thôi. Vâng, bao lấy, đấy, bao lấy cái lá vàng thôi. Vâng. Thế xong rồi bọn em nong xong rồi là đây này. Thì là được một như thế này là bọn em nong được xe lá mới, nó cũng được một quỳ đây này. Chị ơi, thế lá mới với cả lá cũ thì nó có khác nhau gì về cái công đoạn khi mà mình lướt mực không ạ? Là không, nó không khác nhau về, nó giống như nhau. Bởi nhưng vì mà là em thấy thì hình như là ở lá mới thì mực có vẻ là đậm hơn, còn ở lá cũ thì nó nhẹ hơn đúng không ạ? Thì tất nhiên là lá mới thì nó đậm hơn, còn lá cũ là đã đánh qua một lượt rồi. Đã đánh rồi. Đánh qua một lượt hoặc hai lượt rồi thì là cái mực nó nhạt đi, thì người ta long vào cái lá mới thì để cho nó nhanh ra. Nhưng mà sao, bởi vì em cứ nghĩ là nếu mà toàn là mới thì có khi là cái độ bóng của sản phẩm có khi còn hơn nhỉ, sao mình lại phải không, xem là mới nó là hăng, là gì? Cái mực nó hăng. Do mực nó hăng. Cái mực nó hăng thì là nó ra thì nó sẽ không được đầy. Thì nó phải có một cái mới một cái cũ thì nó ra nó mới đầy. Vâng. Thì là cái lá bạc nó ra nó mới đầy. Vâng. Thì là cái sản phẩm nó mới đẹp. Chứ còn không phải là cứ mới tất mà nó đẹp đâu. Vâng. Tại vì ạ, là không có mới tất thì là người ta gọi là như bọn em làm nghề gọi là nó hăng mực. Hăng mực. Vâng. Đánh đấy, lâu ra. Đánh nó sẽ lâu ra. Mà bọn em xem những cái rát vàng, miếng vàng, gọi là miếng vàng đúng không chị? Thì nó rất là mỏng, mà theo như một số những tài liệu em đọc thì thậm chí khi mà làm ở cái những cái công đoạn mà có liên quan thì phải ngồi màn, thậm chí là trong phòng kín rồi lại phải ngồi màn đúng không chị? Vâng, đúng rồi, bọn em phải ngồi màn, mà cái này là phải ngồi màn, đúng là phải ngồi màn để tránh gió, để khi mà có một làn gió nhẹ vào thì cái này nó rất là mỏng manh và nhẹ, mà gió vào là nó không làm được. Có thể thổi bay đi, bọn em không thể làm được mà nó sản phẩm nó bay mất đi, gọi là vàng. Vâng ạ, thì rất là quý mà rất là mình phải bảo quản cũng vâng, như là để làm ra một sản phẩm hoàn thiện đúng không? Mùa hè chắc là sẽ rất là khó khăn để mà có thể chịu được cái nóng mà lại ngồi màn mà lại không có gió đúng không chị? Vâng. Thể yêu nghề lắm thì chắc là vâng, mới có thể ngồi để có đúng màn. Rồi đấy chị ạ. Đúng rồi chị ạ, cái đấy là phải yêu nghề, mà chúng em làm nghề rồi thì phải có lòng kiên trì mà phải vâng yêu ạ, nghề. Vâng, phải rất là có lòng kiên trì vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, thì dù trời nắng đến mức độ như thế nào nhưng mà vẫn phải kiên trì ngồi chịu nóng một chút để làm ra được sản phẩm đúng không ạ? Vâng, đúng như thế đấy ạ. Khi người thợ đánh quỳ nhìn thấy bụi vàng bạc bay ra như cám, lúc đó là lá vàng đã dừ, nghĩa là đã đạt đến độ mỏng cần thiết, thì sẽ chuyển sang cho thợ trại. Trại quỳ là công đoạn cuối cùng trong làm quỳ, trước khi chuyển cho thợ sơn để thêm lên sản phẩm sơn mài, đồ gỗ. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn thấy đấy, những lá vàng mỏng manh như thế này chỉ cần một hơi thở mạnh hay một làn gió cũng có thể khiến cho công sức từ công đoạn đầu tiên cho đến công đoạn cuối cùng của những người thợ làm nghề nơi đây trở nên vô nghĩa. Và chính vì thế mà Phương Thảo cảm nhận thấy rằng phải có một tấm lòng yêu nghề lắm, phải có sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và cẩn trọng nhiều lắm mới có thể làm ra được những sản phẩm mà như quý vị và các bạn thường thấy trên các pho tượng Phật, trên các hoành phi câu đối hay trên các bức tranh sơn mài. Và khi ngắm nhìn các sản phẩm như thế, chúng ta như cảm nhận được tấm lòng của những người dân làm nghề nơi đây. Lá quỳ sau khi hoàn tất là một tấm vàng mỏng, nhưng bóp nhẹ trên tay sẽ tan thành bột. Để làm được như thế, những người thợ phải làm tới 40 công đoạn. Và tất cả các khâu ấy đều được tiến hành theo trình tự rất nghiêm ngặt và không được phép làm lẫn lộn khâu sau lên khâu trước, và không được làm tắt hay ăn bớt bỏ đi một khâu nào. Không chỉ tốn công, nghề làm vàng quỳ, bạc quỳ rất tinh xảo, tỉ mỉ, đòi hỏi ở người thợ sự kiên trì với những thao tác kỹ thuật cao. Chính sự phức tạp, tinh xảo này khiến nghề rát vàng quỳ, bạc quỳ ở Kiều Kỵ trở thành độc nhất vô nhị của cả nước. Khi sử dụng,
người thợ dùng lá quỳ thép vào sản phẩm, hoặc họa sĩ dùng bút vẽ với dầu sơn chấm vào vàng quỳ để vẽ lên tranh sơn mài. Khi vàng bạc đã rát mỏng xong thì nó sẽ làm xong một công đoạn cuối cùng là công đoạn sơn son thép vàng. Muốn có một cái sản phẩm sơn son thép vàng đẹp thì người ta phải làm nhẵn cái sản phẩm đấy bằng cách là quét 12 lớp sơn. 12 lớp sơn ạ? Một lớp quét khô xong lại dùng giấy ráp đánh nhẵn đi xong lại quét từ lúc đầu đến lúc dán vàng vào đấy là 12 lớp. Thì cái lớp cuối cùng gọi là công đoạn là nước sơn sơn cầm. Khi cầm cái sơn ta thì nó phụ thuộc theo thời tiết. Cái thời tiết mà ẩm thì rất nhanh khô hơn, và thời tiết mà hanh khô thì lại lâu khô hơn. Và ngược lại. Khi mà gần khô hẳn người ta dán vàng vào. Dán vàng vào xong là lau. Đây là công đoạn nước đầu. Đây là những công đoạn lần lượt các công đoạn sau, và đây là công đoạn cuối cùng. Đây là sản phẩm đã xong. Đây là sơn son thêm vàng. Còn cái riêng cái lớp cuối cùng là phải sơn lớp chín. Lớp cuối cùng là phải sơn chín. À vâng ạ. Và để cho nó gần khô thôi. Gần khô thì nó mới có đổ ra bám vàng vào, nếu khô quá thì nó lại bong ra, mà ướt quá thì nó lại không sáng, không bóng được cái sản phẩm này lên. Nên đòi hỏi là cái đấy rất kỹ thuật, để những người quen thì người ta mới biết được cái giấc sơn là như nào là vừa đủ để mà... Đấy là phải đòi hỏi có kinh nghiệm. Các công trình văn hóa lịch sử lớn và lĩnh vực hội họa đều chịu ảnh hưởng của nghề sát vàng quỳ. Có nghĩa, quỳ vàng kiêu kỵ phù hợp với việc sáng tạo các sản phẩm tạc tượng, khắc hoành phi, câu đối hoặc làm sơn mài. Do vậy, các cơ sở sản xuất ở Kiều Kỵ thường cung cấp quỳ vàng nghề như làng Sơn Đồng, Vũ Lăng, Hạ Thái, Mai Động, Đồng Quang, Liên Ninh, Cát Đằng, Bảo Hà. Nghệ nhân làm tranh dân gian Lê Đình Nghiên cũng thừa nhận dùng quỳ vàng Kiều Kỵ khi vẽ, bức tranh có thần hơn các loại khác. Kiều Kỵ là nghề rát vàng rát bạc, là nghề truyền thống của làng Kiều Kỵ. Muốn rát ra được một cái sản phẩm vàng bạc quỳ như này thì đòi hỏi là phải có 40 công đoạn. Cái khâu khó nhất mà là cái bí quyết nhất thì là làm lá giống đẹp hay không là do cái lá giống. Nhưng tất cả các thứ nó đều là hỗ trợ cho nhau. Khi có lá giống đẹp rồi thì đòi hỏi cái người thợ gõ là phải là có cái tay nghề điêu luyện. Còn khi đã gõ xong rồi, lá vàng đẹp rồi, lại đòi hỏi người gỡ ra lại phải là có một cái bàn tay khéo léo gỡ cái lá vàng rất mỏng đấy ra, nó lại không rách, nó lại sáng, nó lại lành. Đấy, tất cả các việc nó đều liên kết với nhau. Dán lá vàng thì dán theo kiểu vảy ngói. Những cái vàng nào mà nó dính vào thì thôi, còn những cái nào không dính vào thì ta bỏ ra. Thì khi lên một pho tượng thì tất cả như một pho tượng vàng lì, ta không nhìn thấy một vết dạn. Đây là một pho tượng đã hoàn chỉnh. Vàng 4.9 100%. Nhưng đòi hỏi là cũng rất công phu, ra được một cái sản phẩm cuối cùng này rất công phu. Nguyên rát vàng rát bạc đã 40 công đoạn, còn làm như này nó độ 20 công đoạn nữa. Có nghĩa là nó độ 60 công đoạn. Đấy, mới ra được một cái sản phẩm. Một cái nghề nghiệp, một cái bí quyết là nghề nó rất khó như thế, rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đòi hỏi là những người phải kiên trì thì mới làm được, chứ nếu nóng vội cái này không làm được thì rất nhiều những việc vặt.
Trong những năm gần đây, nghề làm quỳ vàng bạc của làng Kiều Kỵ đã phát triển thành hai loại: làm quỳ vàng, quỳ bạc cựu và làm quỳ bạc tân. Trong đó, quỳ vàng và quỳ bạc cựu được làm từ vàng hay bạc thật, còn quỳ bạc tân được làm từ thiếc. Làm vàng quỳ khó hơn, nhiều công đoạn hơn bạc quỳ, nên không phải hộ gia đình nào cũng làm được. Hiện sản xuất, kinh doanh vàng quỳ chỉ còn vài hộ gia đình còn giữ được, trong khi sản xuất bạc quỳ thu hút tới gần 100 hộ. Hầu hết những người làm nghề đều qua sự truyền dạy của các nghệ nhân Lê Bá Trung, Lê Văn Vòng. Đặc biệt, để lưu giữ và phát triển nghề, hai nghệ nhân vẫn thường tổ chức lớp dạy nghề cho thanh niên trong làng và dạy các lớp do Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội tổ chức. Nhờ đó, nghề truyền thống của làng Kiều Kỵ được truyền cho các thế hệ trẻ. Dù nghề này đòi hỏi lắm công phu mà thu nhập lại không đáng kể, nhưng với tấm lòng trân trọng, say đắm với nghề, dân làng Kiều Kỵ vẫn đang từng ngày gắn bó, duy trì và phát triển một nghề cổ truyền, quý hiếm, độc nhất, vô nhị của nước ta cho đến tận ngày nay và cho mai sau. Một mùa xuân mới lại về, xin được cầu chúc cho một tương lai sáng lạng, rực rỡ của làng nghề nói chung và những người thợ truyền thống nói riêng, để những sản phẩm quỳ vàng, quỳ bạc của Kiều Kỵ có thể đi xa hơn nữa, đến được với đông đảo người tiêu dùng hơn nữa, không chỉ trong nước mà còn ở các quốc gia trên toàn thế giới.